guys, welcome back to IELTS Writer. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với IELTS Writer. Cô là Trà My đây. Hôm nay cô lại rất vui được đứng ở đây để chia sẻ với các em một chủ đề rất là thú vị ở trong IELTS hay là trong tiếng Anh nói chung. Đó là những cái từ mà xuất hiện ở trong một cái word, những cái âm tiết xuất hiện trong một cái word nhưng mà chúng mình lại không phát âm nó. Đó là gì, có ai đoán được không nhỉ? Đó chính là silent letters or silent sound, tức là âm câm. Ok, thôi chúng mình bắt đầu ngay luôn nhá. Let's get start. Từ đầu tiên, âm câm đầu tiên mà cô muốn chia sẻ với các bạn đó là một âm thật ra là cũng rất là quen thuộc thôi. Khi mà học sinh của cô nói là cô ơi cô, tại sao lúc nào đến lớp đầu tóc cô cũng bù xù đấy, nhà cô không có lược à? Cái từ lược là gì nhờ cả lớp mình nhở? Cái từ lược hay là từ động từ là từ chải, có phải là từ như trên bảng không? Đó là từ comb. Nhưng mà các bạn hay đọc là từ comb. Comb. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái chữ B này của cô đó là silent letter. So, chúng mình không phát âm nó cả lớp mình nhá. Chúng mình đọc lại cho cô từ này nào. Comb. Comb. Ok. Và rule number one của cô về những cái âm câm của âm B đó là nếu mà âm B đứng đằng sau chữ am, tức là chữ M, thì chúng mình sẽ tuyệt đối không phát âm âm B này nhá. Ví dụ cô có một loạt 4 từ trên bảng đây. Từ đầu tiên của cô đọc là come. Từ thứ hai của cô đọc là climb. Cả lớp đọc lại cho cô nhá. Climb. Ok, climb nghĩa là leo trèo, leo trèo, leo trèo. Ok, rồi từ thứ ba của chúng mình đó là từ thumb. Thumb. Đọc lại nào. Thumb. Không đọc chữ B. Ok, và thumb là gì ta? Chúng mình có 5 ngón tay này. Và thumb chính là ngón tay cái. Ok, chính là ngón tay cái của chúng mình. Còn cái từ cuối cùng nhìn có vẻ lạ nhỉ các lớp mình nhỉ? Chúng mình từ này đọc là limb. Đọc lại cho cô nhá. Limb. Limb nghĩa là chi của lớp mình nhỉ? Tức là ví dụ chúng mình muốn nói đến một cái gì đấy liên quan đến cả tay này và cả chân nữa thì chúng mình sẽ có từ limb và không đọc chữ B. Let's move to rule number 2. Number 2 của cô đó là khi mà chữ B này đứng đằng trước chữ T thì chúng mình cũng sẽ không phát âm chữ B này đâu. Ví dụ như thế này nhá, chúng mình có 3 từ và cô sẽ viết ở trên bảng ở đây. Look at the board. Chúng mình có từ đầu tiên đó là từ món nợ hả lớp mình? Nghe món nợ thì có phải sộ nhỉ? Ok. Và chúng mình hay các bạn hay đọc là debt. Ok. Đúng hơn được một tí thì các bạn sẽ đọc là debt. Nhưng mà cái từ này cũng không phát âm chữ B đâu vì nó đứng đằng trước chữ T mà. Và từ này đọc là debt. Lại cho cô nhá. Dad. Rất nhiều bạn học sinh của cô hỏi là cô ơi cô, từ này đọc là dad thì làm sao mà phân biệt với cả cái từ dad là sự chết chóc ấy. Ok. Ừ, nhưng mà cái từ dad, sự chết chóc thì cô có đọc là dad đâu. Từ chết chóc, nhìn cô đọc nhá. TH chúng mình đọc là gì nhỉ? Là ok. Thế là từ đấy sẽ là dad. Lại nào. Dad. Ok. Rồi cái từ kia đọc là dad. Món nợ. Ok. Rồi, cái từ số 2 chúng mình đọc là gì nhỉ? Từ số 2 của cô thì cô đọc là cái sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ thì các bạn hãy đọc là đớp. Một đớp, làm gì có đớp thì ở đây chúng mình có từ doubt. Đọc lại cho cô nhé. Doubt có nghĩa là nghi ngờ. Ok, I doubt that. It's not I doubt that. Ok, rồi chúng mình I doubt có nghĩa là nghi ngờ, sự nghi hoặc gì đó. Còn từ cuối cùng, từ cuối cùng thì đọc là ôi dồi ôi, bạn nào cũng đọc là subtle. Ok, subtle. Nhưng mà cái từ này chữ B chúng mình cũng không đọc luôn. Chúng mình sẽ đọc cái từ này là subtle. Ok, repeat after me. Subtle. Đấy, subtle có nghĩa là tế nhị. She's very subtle, có nghĩa là cô ấy tế nhị lắm. Chúng mình cùng đến với silent letter tiếp theo nhá. Đó là chữ D. Ok, cũng có chữ D. Bình thường chữ D thì thật ra thì chữ D vẫn được phát âm bình thường. Nhưng nếu chữ D đi kèm với một chữ cái nữa, đó là chữ G, thì chúng mình sẽ không phát âm chữ D đâu. Ví dụ như thế này, trong một tổ hợp DG ở trong những từ, ba từ có viết ở trên bảng đây thì chúng mình sẽ không phát âm nhá. Từ đầu tiên, cô sẽ đọc là judge. Đọc lại cho cô nào. Judge. Judge nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đánh giá, phán xét ai đó, có đúng không? Ok, từ thứ hai thì chúng mình có từ để đọc là hash. Hash. Ok, chúng mình không đọc là header. Ok, chúng mình đọc là hash. Cái này có nghĩa là
bụi rậm ấy, ok, tức là cái bụi dậu hàng rào gì đó thì người ta đọc là harsh, tương tự gần giống như là cái từ bush của chúng mình. Còn từ thứ ba của cô đó là cái từ né tránh một cái gì đó, ví dụ chúng mình né tránh ống kính máy quay, chúng mình né tránh một câu hỏi, chúng mình né tránh một sự thật nào đó, thì chúng mình sẽ dùng cái từ này là từ dodge. Đọc lại theo cô nhé, dodge, ok, I dodge a question, ok, có nghĩa là né tránh. Ngoài ra thì cái chữ D này, ngoài cái tổ hợp với cả D và chữ G chúng mình không phát âm nữa, thì ngoài ra thì nó còn không được phát âm ở trong một số những cái từ cụ thể như sau. Ví dụ như là từ Wednesday. Wednesday là thứ tư của chúng mình ấy, và các bạn hay đánh vần là hay đọc là Wednesday, ok, it's not Wednesday. Chúng mình không đọc là Wednesday mà nó sẽ là Wednesday. Tức là các bạn bỏ chữ D là một này. Cái thứ hai là các bạn phải bỏ cho cô cả chữ Y nữa. Thế là chúng mình sẽ có từ Wednesday. Again, Wednesday. No, very good. Okay, chúng mình đến với cái style ladder cuối cùng của chúng mình nhá. Ok, style ladder cuối cùng của chúng mình đó là một cái ladder mà nó là nightmare, tức là nó là cái nỗi kinh hoàng dành cho các bạn học sinh của cô. Đó là âm L. Lúc nào các bạn ấy cũng bảo là cô âm L khó thế, làm thế nào để kiểu lúc nào em nhớ là nó chạm lên cái hàm trên. Thế mà tại vì là cái âm L của chúng mình ở trong tiếng Việt của chúng mình thì ví dụ như là tên là Liên, chúng mình sẽ không đọc là Liên, và chúng mình đều là Liên bình thường thôi, đúng không? Thế nhưng mà hôm nay thì tin vui dành cho tất cả những bạn như thế đây, đó là chúng mình có những chữ L như sau đây, thì các bạn sẽ không bao giờ nói phải là L ở trong đấy nữa. Đó là khi mà chữ L của các bạn đi với những đằng sau, những cái âm tiết sau. Chúng mình có chữ A, chữ U và chữ A. Khi mà chữ L đi đằng sau những chữ cái đó thì chúng mình sẽ không phát âm chữ L. Ví dụ chúng mình thấy một người đang rất là bực mình, đang rất là kiểu bức xúc về một vấn đề gì đó, thì chúng mình sẽ bảo người ta là ôi thôi, dịu, có cái từ calm down, ok? Chúng mình có từ calm, phải lỗi mình ạ. Từ calm thì thật ra là có chữ L ở trong đấy, ok? Chúng mình có thể nhìn ở trên bảng nhá, đó là từ calm. Bình thường các bạn hay nói là calm down, chúng mình không có chữ L đâu, chúng mình chỉ đọc là calm bình thường thôi, ok? Please calm down. Cái từ thứ hai và một ví dụ nữa, đó là một loại cá mà cô cực kỳ thích, đó là cái loại cá mà cái thịt nó màu da cam ấy, đó là con cá gì nhỉ, đó là cá hồi phải không? Cá hồi tiếng Anh viết như thế này này, ở lớp này, ok, có chữ L nhá, nhưng mà cô lại không phát âm chữ L ở đâu, và nó sẽ là không phải là salmon, không có chữ L, salmon khó đọc quá, cái này đọc là salmon. Đọc lại theo cô nhé, salmon. Ok, rồi nghĩa là cá hồi. À, còn một từ nữa đây, khi mà nó đứng sau chữ O. Đứng sau chữ O thì chúng mình có một cái danh từ, và đó là danh từ chỉ là con người ấy. Con người là gì nhỉ, cả lớp mình nhỉ? À, các bạn đang nghĩ đến từ people phải không? Nhưng mà không phải là từ people. Nếu mà từ people thì là một cái từ quá quen thuộc rồi. Cô giới thiệu cả lớp một từ khác. Cái từ này thì ở trong cái văn nói bình thường, các bạn native speaker, các bạn hay nói, thì đó là chúng mình có một từ, đó là từ look at the board, chúng mình có từ folk. Đọc lại cho cô nhé, folk, tức là chữ o u đọc là o, và chúng mình không đọc chữ l, không đọc là folk, ok, chúng mình có từ folk, ok, thử đọc lại một lần nữa nào, folk, very good, ok. Vừa xong thì cô vừa giới thiệu cho mình chúng mình ba âm silent letter ở trong tiếng Anh. Nhắc lại một lần nữa nhé, đó là âm b này, âm d and âm l, ok. Rồi thì cô hy vọng là sau video này của cô thì chúng mình sẽ không còn những cái bạn nào mà phát âm thừa cái chữ B này, chữ D và chữ L ở trong tiếng Anh nữa nhá. Ok, I hope this video is helpful. So thanks for watching. See you next time.